Xin chào các em, ở trong video này chúng ta sẽ bàn về vấn đề tìm đường thẳng nếu mà cho điều kiện trước trước. Thì phần này thầy giải cho em ở trong lớp rồi, nhưng mà đây là video bổ trợ cho nên thầy sẽ giải lại những cái bài tập tự luyện cho chúng ta để khi mà các em quên các em có thể xem lại kiến thức. Rồi thầy sẽ bắt đầu giải cái này nha. Thì khi thầy đánh giá là cái dạng này thì trong trường ít cho, nhưng mà các em vẫn nên học, đôi khi người ta lại cho một hai câu á, thì những câu như thế này là những câu lấy 9-10 điểm, cho nên cái tư duy các em giải á, nó sẽ hơi khó chút xíu. Thì nó hơi khó thôi chứ thực ra nó không khó lắm, hơi hơi thôi. Rồi bây giờ câu số 1 thì sẽ giải như thế nào? Câu số 1 là các em sẽ thế cái hai cái tọa độ điểm này vô đây, là các em sẽ tìm được cái đường thẳng. Thì câu hay là câu 1 nha. Bài 1 câu A. Bài 1 câu A. Là các em sẽ trình bày, thì sẽ giải các em trình bày tự luận lại. Nếu mà giả định như các em phải làm tự luận thì các em sẽ trình bày luận giống thầy. Nếu mà các em không trình bày thôi thì em phải suy nghĩ làm sao để em ghi ra cái lời dẫn thật là logic. Rồi, bây giờ các em ghi nè. Hàm số đi qua điểm A có tọa độ 0,3 và B có tọa độ là 3/50, nên nên các em sẽ có cái gì? Các em sẽ thấy x bằng 0, y bằng 3 vào đây. Thấy x bằng 0, y bằng 3 là chúng ta sẽ có là x bằng 0, y bằng 3 là chúng ta sẽ có là 0 nhân A là 0, mình sẽ có là B bằng 3. Tiếp tục là x bằng 3 phần 5, y bằng 0 là mình sẽ có là 3 phần 5 A bằng bằng 0. Được chưa? 3 phần 5 A bằng 0. Nghĩa là mình thấy, thầy xin lỗi, 3 phần 5 A cộng B chứ bằng 0. Rồi em sẽ giải một cái hệ phương trình này ra, chúng ta sẽ tìm được AB thôi. B bằng 3 thì thầy để dưới cho các em dễ nhìn nha. Khi mà B bằng 3 thì thầy sẽ có là 3 phần 5 A cộng 3 bằng 0. Lúc này thầy sẽ có là A 3A cộng 15 bằng 0. Như là A nó sẽ bằng trừ 5. Được chưa? A bằng trừ 5. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng là câu A, mình sẽ kết luận là suy ra cái đường thẳng của các em á, là y bằng trừ 5x cộng 3, thì nó sẽ thỏa yêu cầu bài toán, nó sẽ thỏa yêu cầu bài toán. Rồi mình lấy câu B nha. Câu B là đi qua hai điểm này đúng không? Thì thầy sẽ giải câu B, rồi thầy sẽ giải câu 2B nữa là xong. Còn những cái dạng, còn những cái bài còn lại các em tự làm nha. Bây giờ câu B thì các em cũng làm tương tự như vậy. Câu B thì thầy sẽ không trình bày nữa nha. Câu B thầy sẽ ghi hệ phương trình thôi, các em tự trình bày. Thầy thấy 1, 2 vô, x bằng 1, y bằng 2 thì sẽ có là A cộng B bằng 2. Và thầy có là 2A cộng B bằng 1. Lúc này chúng ta giải ra AB là A bằng trừ 1, B bằng 3. Và lúc này mình suy ra được cái đường thẳng nha em. Câu B là suy ra đường thẳng rất là đơn giản. Nên là y bằng trừ x cộng 3. Thì thầy khuyên các em á, là khi các em làm lại những cái bài như thế này nè, các em hãy kiểm tra lại bài test mode. Kiểm tra test mode rồi liệu rằng cái điều kiện của mình nó xử lý nó đúng hay chưa. Nếu chưa đúng á, thì các em xử lý lại. Được chưa? Thầy bất kỳ bài nào thầy cũng đã dạy các em trong buổi học chính. Thì buổi này nó chỉ là buổi bổ trợ bài tập và nhắc lại cái kiến thức thôi, chứ thật ra cái buổi này nó không có đóng vai trò quá lớn trong vấn đề em học tập nha. Nhưng mà những cái video của thầy nó sẽ giúp rất nhiều đúng không? Mặc dù nó không quá lớn nhưng mà nó sẽ giúp nhiều. Rồi bây giờ cái câu C thì các em tự giải nha. Câu C thì em giải, thầy sẽ giải câu số 2B. Câu số 2B á, người ta nói với các em là cái đường thẳng này nó song song với trục OX. Thì các em nhớ nha, khi mà song song với trục OX là cái hệ số góc A bằng 0. Được chưa? Và tại sao nó lại như vậy, thì ở trong buổi dạy học chính thầy đã nói và thầy đã phân tích rất kỹ về cái hệ số góc và cái độ dốc là cái gì. Bây giờ thầy sẽ giải câu 2B.
bại 2B. Thì các em ghi nè, vì đường thẳng y bằng ax cộng b song song nha, song song với ox nên a bằng không. Đó là mình có cái a bằng không đúng không, cho nên cái đường thẳng này không còn là y bằng x cộng b nữa mà nó là y bằng b thôi, mà mình lại có lại đi qua cái điểm 1 - 1 đúng không. Hàm số mình nói đường thẳng đi, mình nói đường thẳng đi qua điểm, đừng nói hàm số, bản thân hàm số nó đâu có đi qua, ghi đường thẳng đi, tự nhiên cái hàm số nó sai sao mấy em. Còn nếu mà nói hàm số thì phải là đồ thị hàm số, nhưng mà là hàm số đường thẳng đi, đường thẳng đi qua điểm đúng không, đi qua điểm nào, đi qua điểm a 1 - 1, cho nên các em sẽ có phương trình là mình sẽ thấy x bằng 1 thì y bằng -1, cho nên lúc này chúng ta có b bằng -1 luôn. B bằng bằng -1 là các em suy ra được cái hàm số của mình này, x bằng 1 rồi y bằng -1 thì nó không có cái x bằng mấy thì cũng vậy à, cho nên các em sẽ có một cái đồ thị là y bằng -1, y bằng -1 là hết rồi. Rồi xong, đó là câu 2B. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu 3 nè. Câu 3 là viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng này và đi qua điểm N trừ 1 2. Bài 3 thì nó liên quan đến đường thẳng song song, thì các em nhớ nha. Khi mà cái đường thẳng này nè nó song song với cái đường thẳng gần kề thì hai cái hệ số góc nó sẽ bằng nhau, hai cái hệ số góc nó sẽ bằng nhau. Cho nên bài 3 thì sẽ bị lập luận như thế này. Bài 3 mình ghi vì đường thẳng y bằng ax cộng b song 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 nha với y bằng 5 trừ 4x, cho nên từ đây em suy ra được là a bằng trừ 4 đúng không, tại vì nó song song thì nó bằng hệ số góc a bằng trừ 4. Khi các em có a bằng trừ 4 rồi thì các em đổi lại cái đường thẳng này là y bằng trừ 4x cộng b đó. Rồi các em lại có thêm một dữ kiện nữa là điểm N nè, đường thẳng qua điểm N là trừ 1, 2 đúng không, cho nên các em thế trừ 1, 2 vô đây là x bằng trừ 1 và cái này là 4 cộng b bằng 2, cho nên tương đương là b bằng trừ 2, dẫn đến việc là cái đường thẳng của em là y bằng trừ 4x trừ 2. Ok, thầy khuyên các em á là khi mà xem video này á thì các em phải xem lại lý thuyết của thầy nữa, lý thuyết nếu mình đã học buổi từ những buổi trước rồi. Rồi tạm biệt các em, chúc các em học tốt nha, bye bye. Bữa nay cái góc quay của thầy nó thay đổi đúng không, tại vì bây giờ thầy đang ngủ cái lều, thầy không có ngủ ở trong phòng, thầy ngủ trong cái lều, tại vì thầy chuẩn bị đi du lịch nữa rồi, cho nên thầy ngủ lều cho nó quen. Tạm biệt các em, bye bye nha.